À, vậy trong phần này là mình chắc là sẽ xây dựng thêm chức năng là phân trang ha, cho cái trang products. Thì đối với chức năng phân trang á, thì tôi sẽ sử dụng một cái node module là express handlebars paginate ha. Đây tôi sẽ chọn cái express handlebars paginate để hỗ trợ cho chúng ta làm cái phần chức năng phân trang. Sao nó không load lên được vậy? Cái chữ npm này đi. Đây, Express Handlebars Paginate ha. Thì để sử dụng thì mình sẽ phải cài đặt cái em này vào trong cái ứng dụng của chúng ta. Rồi, tôi sẽ mở cái terminal lên. Để start cái server ha. Rồi, mình sẽ gọi pnbme -s Express Handlebars Paginate. Rồi, sau khi cài xong mà tôi start lại server ha, để lát nữa server nó chạy luôn. Rồi mình sẽ cấu hình. Thứ nhất là mình sẽ cấu hình cho cái handlebars của mình sử dụng cái paginate này. Bằng cách là tôi sẽ khai báo pagination sẽ bằng require. Rồi và mình sẽ truyền cái hàm này create pagination cho cái helpers của handlebars. Rồi trong view bên cái phần view ha, để sử dụng nó thì đây là mình đã cài đặt ha và cấu hình cho cái handlebars rồi. Vì để sử dụng á thì chúng ta sẽ lúc mà render mình sẽ truyền vào một cái biến là pagination. Và ha, hay hoặc là mình truyền ra cái biến pagination này. Và cái biến pagination này á, nó sẽ có các tham số như là page nè, hay là cái trang hiện hành mà người dùng muốn hiển thị, cái limit tức là một trang có tối đa là bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu phần tử trong cái trang đó ha, cái total rows là tổng tất cả các sản phẩm ở trong cái trang đó là bao của mình là bao nhiêu. Thì từ hai con số này, cái limit và cái total rows á, thì cái thằng Express Handlebars Paginate á, nó sẽ tự tính toán là được, chúng ta biết là cho cái trang web của mình là nó sẽ hiển thị tổng cộng là bao nhiêu trang, tối đa là bao nhiêu trang. Ôi chà. À, rồi vậy thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ gọi cái trong cái controller để hiển thị ha. Thì tôi sẽ truyền vào trong cái tham số là page. Nó là một cái số trang, chỉ số trang ha, do đó nó phải là một cái số chấm hỏi. Nếu mặc định người dùng truyền vào không phải là số thì mình sẽ hiển thị cái trang đầu tiên. Ngược lại thì chúng ta sẽ pass in request chấm query chấm page. Thì để an toàn, bởi vì cái giá trị in này nè nó có thể là số âm nữa, do đó tôi sẽ làm là max 1, tức là bắt buộc cái chỉ số trang của mình phải là số từ 1 ha, trở lên. Rồi có được chỉ số trang rồi, bây giờ phía dưới lúc mà hiển thị ra sản phẩm ha, trước khi sản phẩm thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tôi sẽ định nghĩa một cái biến. Trên đây mình sẽ định nghĩa một cái biến là constant limit. Tôi sẽ quy định là một trang của mình chỉ có 6 sản phẩm thôi ha. Rồi, như vậy thì câu truy vấn của chúng ta bây giờ nó sẽ cần phải có là mình sẽ lấy ra, thay vì lấy tất cả các sản phẩm, bây giờ chúng ta chỉ lấy ra 6 sản phẩm mà ở của cái trang thứ mấy thôi. Thì giả sử như một cái mảng của mình có n phần tử
Thì cái trang đầu tiên, trang 1 đó, nó có chỉ số nó sẽ là bắt đầu từ 0 cho tới 5. Đúng không? Và trang thứ hai nó sẽ bắt đầu là từ 6 cho tới 6 cộng 5 là 11. Đó, cứ cứ như vậy. Như vậy thì cái option của mình nè. Ha, chấm limit mình sẽ để là cái limit. Đây là lấy ra 6 phần tử, nhưng mà bây giờ tôi sẽ lấy ra bắt đầu từ vị trí nào? Ha, offset. Các bạn sẽ thấy là ví dụ như từ frames 1 nè, nó sẽ là limit nhân cho cái pace trừ 1. Tức là từ bắt đầu từ vị trí ký số 0, mình lấy ra 6 phần tử. À, nếu như pi 1 thì nó là vị trí xong, nếu mà pi số 2 thì có phải là 2 trừ 1 là 1 nhân cho 6 là bắt đầu từ vị trí số 6. À, nó tương ứng như vậy thì mình sẽ có được là một cái câu truy vấn để nó lấy ra được cái sản phẩm nha, của cái trang tương ứng. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ có thể test thử. Bây giờ trong trang của mình nè, giờ thay vì lấy ra tất cả các sản phẩm, bây giờ tôi sẽ lấy ra cái sản phẩm với cái page số 1. À, các bạn sẽ để ý. Đây, nó sẽ hiển thị ra chúng ta cái sản phẩm. Chỉ có 6 sản phẩm của cái page số 1. À, tương tự như vậy, chúng ta có thể lấy ra được cái sản phẩm của cái page số 2. Đây, 6 sản phẩm của cái page số 2. À, đó là cái cách mà lấy dữ liệu thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện mình sẽ làm cái phần hiển thị cái phần phân trang này. Thì trong cái phần phân trang này thì chúng ta sẽ gọi tới đây cho product list, mình tìm xuống trong cái phần phân trang đây, cái phần phân trang đây ha, các bạn để ý dạng này tôi sẽ vẫn giữ nguyên nó để lát nữa mình so sánh với cái phần phân trang mà mình sẽ tự phát sinh bằng cái module là Express Handover Paginate. Đây, chúng ta sẽ gọi là Create Pagination. Rồi phải truyền vào một cái tham số là pagination. Rồi cái tham số này mình phải truyền ra từ view. Đây từ view bây giờ tôi sẽ respond.locals.pagination. Sẽ là một cái đối tượng. Đối tượng này nó có các tham số là này, trong cái thuộc tính của nó mình sẽ lấy cái tham số cái em này ra nha. Rồi tôi sẽ có là cái current page nè, là chính là cái page của mình đúng không, cái page mà người dùng truyền vào đó, cái tham số page này của mình truyền vào. Cái thứ hai là limit, là cái limit của mình. Rồi cái total rows thì là tổng số những cái sản phẩm mà có trong cái bảng products, hay là có trong cái câu truy vấn mà người dùng tìm kiếm. Thì cái này mình phải tính nè. Và cái query param thì tôi sẽ truyền vào cái request.query. Rồi cái em này tính làm sao? Bây giờ thay vì trong cái thằng let product này, chúng ta gọi cái lệnh là file on ha. Thì bây giờ tôi sẽ làm lại như sau. Tôi sẽ là find and count on. Và khi mà find and count on á, thì nó sẽ trả về cho mình một cái đối tượng, trong đó nó có thuộc tính là rows và count. Cái rows này nó sẽ là trả về danh sách các sản phẩm thỏa cái điều kiện trong option. Và cái count chúng ta sẽ trả về cho chúng ta là có tất cả bao nhiêu sản phẩm thỏa cái điều kiện option đó. Nhưng mà bởi vì trong đây, trong tất cả đó mình chỉ lấy ra có 6 thôi, do đó mình phải đếm tất cả để mình có thể bỏ cái tất cả nó vào trong cái chỗ này. Cái sao chỗ này. Vậy thì bây giờ cái response, cái đoạn này tôi sẽ hơi nó đi. Tại vì mình đã lấy được cái danh sách các sản phẩm chỗ này là rows. Tôi sẽ bỏ cái em này đi. Đây là cái danh sách các sản phẩm nè. Và tại sao cái chữ row mình không đổi thành cái chữ product được? Bởi vì cái hàm này nó trả về chúng ta một cái đối tượng với có hai cái thuộc tính này.
hai thuộc tính là Rose và Cal. Cái này tuần trước nó có giải thích rồi ha. Rồi, quay trở lại, giờ mình sẽ kiểm tra nha, coi coi nó có đây, bạn sẽ thấy nè ha, là nó sẽ cho phép chúng ta tạo một cái giống như là cái phân trang. Nhưng mà bây giờ cái phân trang của mình, các bạn đầu tiên là các bạn để ý cái đường dẫn dưới nha. Bạn sẽ thấy cái mỗi cái đường dẫn như vậy á, nó sẽ có một cái, nó sẽ truyền tự động truyền cho chúng ta cái tham số pace tương ứng nè. Hiện tôi đưa ra số 4 thì nó sẽ truyền thêm cái tham số pace bằng 4. Chưa? Pace bằng 5, như vậy thì tự động nó có cái đường dẫn rồi. Và khi người dùng click vào, tôi click vào cái pace bằng 5 đi, thì nó sẽ lấy ra nó, trong cái hàm của chúng ta nó sẽ hiển thị ra những cái sản phẩm của cái trang số 5. Nhưng mà bây giờ cái phần pagination này thì nhìn nó xấu quá, nó không có giống như cái mình thiết kế. Thì các bạn có thể kiểm tra inspect tại sao lại như vậy ha, thì mình sẽ sửa lại như thế nào. Cái phần pagination đây nha. Đây, cái mà nó sẽ phát sinh cho chúng ta nè là một cái đoạn UL. Đây, có được phần này ha. Trong khi mà cái mà theo cái template của mình á, thì trong cái Navi này nó sẽ có UL, nó sẽ có thêm cái class như thế này nữa, pagination justify nè, content nè, rồi với mỗi một cái li thì nó sẽ có cái paste item với disable hay là active nè đó. Trong khi cái thẻ li của mình nè ha, các bạn sẽ thấy cái l, rồi trong một cái thẻ a thì có cái paste link nè. Trong đây cái thẻ a của mình nó không có class gì hết, li cũng không có class gì hết, do đó mà khi hiển thị ra là nó không có được cái style như mình mong muốn. Tại vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sửa lại ha. Rồi muốn có cho cái thẻ UL của mình nó có thêm cái thuộc tính là pagination rồi justify content center, thì khi mà render ra ha, khi render ra thì chúng ta có thể thêm cái thuộc tính là pagination class vô đây em này. Mình sẽ sửa lại chỗ này ha, pagination class của mình sẽ bằng cái đám này, tôi sẽ copy vô. Rồi cái nút mà nút raise nè với nút next nè, mặc định nó đang là cái dấu nhỏ hơn và lớn hơn. Bây giờ mình muốn nó là cái nút chữ raise hay chữ next giống như thiết kế, thì chúng ta sẽ có cái left text với cái right text ha. Này em này, left text sẽ là previous à, và right text của mình sẽ là next. Các bạn sẽ coi là nó sẽ hơi khác, và hiện tại là mình chỉ mới có làm cho cái thẻ UL đó nha. Đây, refresh lại. Này, mình sẽ thấy là bây giờ nó có pre với next rồi nè ha. Đúng không? Rồi, tiếp tục kiểm tra, inspect tiếp. Đây. Cái thẻ LI vẫn chưa có class nè, thẻ A vẫn chưa có class nè, giống như cái thiết kế. Ha, rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ viết thêm mã lệnh JavaScript để cho mình có thể add thêm những cái class này cho cái navigation này ha. Là chúng ta sẽ viết cái đoạn JavaScript ở phía dưới cùng của cái trang product list HPS. Ở trong đây thì mình sẽ lấy ra những cái danh sách, những cái thẻ LI ở bên trong cái navigation mà mình cái pagination mà mình phát sinh được từ Handlebars, và sẽ thêm cho nó những cái thuộc tính như là paste item và những cái thẻ link A và paste link. Thì chúng ta sẽ đặt một cái ID cho cái vùng navigation này của mình. Tôi sẽ đặt là pagination ha. Như vậy thì mình sẽ có là document chấm query selector on, lấy ra tất cả những cái mà pagination ở trong bên trong cái thẻ có ID là pagination với thẻ li ha. Rồi chúng ta sẽ for each li là cái index. Ta sẽ cho cái thẻ li chấm class list add tính là paste item.
Rồi, tương tự như vậy, mình sẽ thêm cái thuộc tính PaceLink, class bằng PaceLink cho cái thẻ E. Chấm Query Selector On. Nằm trong cái thẻ pagination. Thẻ E. OH. Nó đây, E. Là A.class list.f sẽ là paste link. Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra lại xem coi ứng dụng của mình nó đây, cái phần presentation lúc này chúng ta thấy là nó có style rồi nè. Rồi mình sẽ xóa cái navigation cũ đi. Và kiểm tra lại. Đây chúng ta đang ở trang nhất. Trang số 2. Đối với cái next khi mở trang số 2 thì nó sẽ là bị disable. Chạy quay trở về tương tự như ở trang đầu tiên thì cái previous nó sẽ bị disable. Đây, chỗ này mình không có cần cái index nên bỏ, chúng ta có thể bỏ đi. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong được cho cái chức năng là phân trang. Rồi đối với như ở hiển thị là trên danh sách các sản phẩm nè. Các bạn sẽ thấy là nó có thực hiện cái phần nó hiển thị được cái danh sách phân trang, người dùng có thể chọn cái trang số mấy để hiển thị cái sản phẩm, những cái sản phẩm trong cái trang đó. Thì cái phần pagination này thì cái thằng Express Handlebar Pagination nó đã làm hết cho chúng ta những cái tính năng như là chuyển cái đường dẫn và truyền thêm cái tham số paste tương ứng. Ví dụ như đối với mà mình khi mà mình queries từ cái phần brand chẳng hạn thì chúng ta cũng thấy là nó có thể hiển thị theo phân trang theo cái thằng brand, và người dùng có thể chọn luôn cả cái thì qua trang số 2 của brand. Paste bằng 2 nè. Đó, thì chúng ta là nó vẫn có thể hiển thị đúng. Mình cũng có, đối với cái hàng này thì chúng ta vẫn có thể sắp xếp được như bình thường ha. Trong đây mình sắp xếp theo popular. Thì mình thấy là nó vẫn sắp xếp đối với cái phần trong category mà mình đã chọn đối với frame 3 nè, nó có thêm cái phần sort và cái phần phân trang tương ứng.